Hello anh em, mình ở Đông có món đồ đó là cái bộ loa, bộ củ loa thì đúng hơn, về cho anh em chế cháo hoặc là nghịch ngợm, đấu giá từ bên Nhật anh em nhé, thùng thùng đóng từ bên Nhật gửi về đây, chèn xốp vận chuyển về. Hàng này thì chưa qua sử dụng, nó cũng là một cái bộ mà khá độc đáo, cửa hàng chưa được bán bao giờ. Cũng đoán là trên thị trường không biết là đã có ai đã từng nhập được cái này về Việt Nam chưa. Nó là một bộ hàng tồn kho chưa qua sử dụng các bác nhá. Cửa hàng cũng báo giá rẻ cho anh em thôi, báo giá rẻ 4 triệu bộ này thôi. Đây anh em thấy là một bộ củ loa này. Củ loa này nó là của dòng Sansui, 4 triệu chưa qua sử dụng. Đây vẫn là người ta đóng gói, đóng ly lông từ cửa hàng bán đồ ở bên Nhật anh em nhá. Đây, chưa qua sử dụng này, anh em xem nước sơn này, nó vẫn mịn mà như mới tinh này. Như nó là hàng tồn kho chứ không phải hàng vừa sản xuất anh em nhé. Thì cái này nó cho anh em nào chế cháo thì nó là tuyệt vời luôn, gồm hai loa chép và hai loa lời. Cái này mà anh em lên thùng ấy, đóng một cái thùng gỗ kích cỡ rộng hơn này, hoặc là bằng cái đôi loa Bow 301 hoặc 201 đặt lên đấy để hát karaoke hoặc nghe nhạc thì nó là tuyệt vời. Nó đẹp ấy, nó đẹp đấy anh em ạ. Nếu mà đóng được thùng lên thùng, một cái thùng vuông ấy, anh em cảm nhận như một cái thùng vuông đặt này này, mà làm thùng gỗ ấy, thùng gỗ xịn vào, gỗ lạng vào thì lên chất đây anh em ạ, thì nó giá trị, thật sự giá trị luôn. Nếu mà anh em nào mà thích chế cháo ấy, đây gồm hai cái loa, hai loa lời và hai loa chép, thì cái này anh em sẽ phải đấu dây vào. Đó. Thì cửa hàng báo giá cho anh em là 4 triệu bộ chưa sử dụng, mới nhá, chưa sử dụng nhá. Thì giá như vậy là giá rẻ đấy anh em ạ, bởi vì anh em phải phân tích này. Nó tận mỗi cái bộ, mỗi một cái vế này nó gồm hai cái loa chép và hai cái loa lời. Tính ra mỗi cái này có 2 triệu bạc thôi. Anh em chia ra mỗi cái nhẹ nhàng có 500.000 thôi. Đấy. Bán giao lưu cho anh em một cái bộ loa chưa qua sử dụng, cái cửa hàng bóc này. Loa mít này, loa mít Sansui này. Đó. Anh em về chế loa thì nó là tuyệt vời luôn. Đấy, như vừa chia sẻ với anh em ấy, anh em làm một cái thùng gỗ hộp, đúc nó vào. Đây có lỗ bắt ốc luôn. Đấy, hai loa mít này. Em xem nhá. Hai loa mít, hai loa chép. Đấy. Nguyên bản nhá. Nó vận chuyển cái này nó nứt một chút này. Đây là nhựa nha anh em nhá. Vỏ ngoài nó ốp nhựa, bên trong là củ bên trong. Nó nứt dạn một chút đây, cửa hàng đổ keo đây cho cứng đây rồi. Thì anh em cho vào thùng thì nó cũng chả việc cái gì. Qua cửa hàng bán sẽ nói rõ cho anh em thôi. Đấy. Đây anh em xem thông tin này. Sansui. Japan, Japan. Hai loa chép Japan, tất Japan anh em nhá. Zin tuyệt đối nhá, các bác xem zin tuyệt đối nhá. Đó, đây là chiếc này anh em nhá. Bây giờ sẽ mở lốt chiếc bên này cho anh em xem này. Hôm nay cửa hàng mới bóc ra, còn lấy cái này về lâu rồi, cửa hàng chỉ nhìn qua thôi, còn chưa bóc, chưa bao giờ bóc cái này ra để xem cái mặt bên trong này bao giờ. Lấy về lâu rồi nhưng mà lười chả đăng. Anh em nào chế lên thùng phải nói là tuyệt vời luôn. Đây, bên này cũng vậy này. Nguyên bản chưa qua sử dụng. Không hiểu nó mục đích nó làm ở bên Nhật nó định để vào cái kiểu gì. Bên Nhật, bên nước ngoài thì nó nhiều cái mẫu mã sản phẩm lắm, mình không thể biết hết được. Đây, bóng loáng anh em nha. Cái này là ốp nhựa bên ngoài như bóng loáng. Bóng loáng luôn. Hai loa chép. Đó, hai loa chép. Hai loa lời, hai loa mid. Em chế vào tuyệt vời. Sansui. Bộ Sansui. Thùng hộp nguyên bản từ bên nước ngoài về bên Nhật. Nói luôn là bên Nhật anh em nhá. Hàng đấu giá mà. Đây cầm lại lên anh em nhìn này. Vỏ nhựa bên ngoài bóng loáng, hai loa chép. Đó. Cái bề ngang của cái này xem nào.
nó cũng tầm khoảng 30 đấy. Bề ngang là 34, chiều cao lên là 20 đó. Chiều sâu chả cần đo đâu, chiều sâu nó tầm 10 mấy. Anh em đóng một cái thùng vuông hình chữ nhật ấy, giống như kiểu loa bâu 201 hoặc 301. Anh em đặt lên hoặc là đặt bằng kích cỡ của một cái đôi loa nghe nhạc của nhà anh em, thì lên thùng đôi này thì nó là quá đẹp luôn. 4 triệu đồng. Anh em phải lưu ý là đây là hàng mới chưa qua sử dụng nhá, hàng mới, hàng tồn kho chưa qua sử dụng, giá trị nó rất khác luôn đấy. Giá trị nó rất khác và nó mang giá trị, anh em nào thích thì sẽ thấy nó giá trị, còn anh em nào không thích thì nó đấy có cái giá trị gì nói luôn anh em. Nó chỉ có giá trị với người mà cần thích, và người không cần thì nó vô giá trị. Nhật nha, đúng giá mà. Nhật ông Mỹ ông lắm đồ lắm, mình gửi về Việt Nam nào mình biết thế thôi, nhưng mà bởi vì họ là cái nhà sản xuất nên là họ làm được, họ muốn vẽ kiểu gì. À, những ô tô xe máy anh em thấy bên nước ngoài nó nhiều mẫu mã lắm, về Việt Nam mình có cái nào thì mình biết thôi. Ok, 4 triệu giá tại cửa hàng cho anh em. Chào anh em nhé.